Khánh Ly xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Truyền hình VTV. Kính thưa quý vị, vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 7 tháng 9 năm 2019, đông đảo quý đồng hương cùng các em nhỏ đã có mặt tại chùa Tân Long thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California để cùng nhau tham dự lễ hội Tết Trung Thu do đại diện chùa Tân Long đứng ra tổ chức. Và ngay bây giờ Khánh Ly xin kính mời quý vị hãy cùng theo dõi một vài hình ảnh được ghi nhận bởi nhóm VTV Network. Với mục đích duy trì truyền thống của người Việt Nam, mỗi năm tại chùa Tân Long chúng tôi tổ chức lễ hội Trung Thu nhằm mục đích duy trì truyền thống tốt đẹp, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các em được trở về mái ấm gia đình tâm linh, và các bậc phụ huynh cũng có cơ hội được trở về sinh hoạt nơi mái ấm gia đình tâm linh. Cho nên mỗi năm chùa trước nhất tạo một cái không khí để những người con Phật được có cơ hội trở về cùng ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ những tâm tư, tình cảm, cũng như được học hỏi những cái kinh nghiệm sống và đồng thời chia sẻ những cái lợi lạc trong sự tu tập. Và đồng thời tạo cái không khí cho các em được ôn lại những cái truyền thống cao đẹp của tổ tiên ông bà chúng ta đã để lại. Cảm tưởng là rất là vui khi ở hải ngoại mà mình cố gắng giữ được những truyền thống Trung Thu như vậy. Em thấy là rất là vui mừng khi mà em được dắt các con của em đi tới đây tham gia Trung Thu để cho các cháu biết được là ngày Tết Trung Thu thiếu nhi ở bên Mỹ cũng vui vẻ giống như ở bên Việt Nam thôi. Kính thưa quý vị, Tết Trung Thu là lễ hội văn hóa truyền thống của người Việt. Hàng năm, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại luôn tổ chức những ngày lễ hội văn hóa để không chỉ tạo một sân chơi thú vị bổ ích cho các em nhỏ gốc Việt, mà đây còn là dịp để cho quý đồng hương có thể gìn giữ truyền bá văn hóa dân tộc của người Việt đến với bạn bè quốc tế và thế hệ tương lai. Khánh Ly VTV, tường trình từ thành phố San Jose, tiểu bang California, xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau.